Trong thời đại 4.0, bất cứ một thiết bị nào cũng có thể là một thiết bị thông minh, từ những mẫu điện thoại di động, laptop, máy tính bảng hay thậm chí là những bóng đèn đều là thiết bị thông minh, và khóa cửa cũng không nằm ngoài ngoại lệ như vậy. Trong tầm giá khoảng từ 3 đến 4 triệu đồng để mua một mẫu khóa cơ, điều đấy rất dễ dàng. Thế nhưng để mua được một mẫu khóa thông minh đã khó, mà người ta có hướng dẫn các bạn khi sử dụng hay không thì điều đấy còn khó hơn nữa. Vì thế ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ mang tới cho các bạn một bộ ổ khóa thông minh, và chắc chắn mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn nào sử dụng để mua về setup được một cách dễ dàng nhất. Và đây là ổ khóa tới từ Filter, hoặc là một ổ khóa đến từ Filter đấy, tên tiếng Anh mà. Thì nhìn vào vỏ hộp bên ngoài thì ổ khóa mà các bạn chỉ lắp lên các bạn sử dụng thôi, thế nên vỏ hộp cũng không nhất thiết phải quá màu mè, được làm từ giấy và chứa bên trong được bọc đầy đủ và không xước méo mó, đấy là một điều rất chính xác rồi. Khi mở ra thì chúng ta sẽ có một số các phụ kiện. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, đây là một tấm bìa các tông và ghi được tất cả những kích thước liên quan tới ổ khóa. Bởi vì khi mà đo trực tiếp và cắt, tức là đo bằng thước thôi và cắt, đôi khi sẽ sai sót. Thế nhưng nếu như mà các bạn xé những cái tấm này ra, dán vào cửa, sau đấy cắt theo những cái tấm bìa các tông này, thì khi đấy chắc chắn sẽ không thể sẽ sai sót được. Và phụ kiện theo kèm, chúng ta sẽ có một miếng chắn thôi. 4 viên pin, sản phẩm này sẽ được hoạt động từ pin. Nếu như mà lắp 4 viên pin thì thời gian sử dụng sẽ rơi vào khoảng chừng 9 tháng. Và nếu như bạn lắp thêm 4 viên nữa thì sử dụng sẽ còn cao hơn. Mình nghĩ là rơi khoảng chừng hơn 1 năm đấy, bởi vì mình chưa có thể trải nghiệm được 1 năm trong review các bạn, thế lâu quá. Đây là theo hạn quảng cáo là vậy. Các bạn sẽ được tặng kèm theo hai bộ khóa từ nữa. Đây, hai tấm khóa từ để có thể cài đặt được. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể mua thêm nếu như cảm thấy hai chìa khóa từ là còn ít. Và chúng ta vẫn có thìa cơ, kể cả ổ khóa thông minh hay bất kỳ một ổ khóa nào thì chìa cơ vẫn là một cái phụ kiện không thể nào thiếu được, và chúng ta sẽ có sẵn hai chìa khóa cơ. Về phần bộ phụ kiện bên trong thì chúng ta sẽ có một số con ốc và những cái que. Mình chưa rõ mấy que để làm gì, một chút nữa mình lắp vào thì các bạn sẽ nhìn biết được thôi. Rồi, ổ khóa thì theo như mình đánh giá là được bọc tương đối kỹ càng qua những cái miếng xốp rất dày. Và bên trong đây thì là bộ, cái này thì có rất nhiều cái tên gọi, thế mình gọi là bộ ổ khóa trung tâm đi, bởi vì mỗi nơi sẽ có một cái gọi khác nhau, và được làm từ kim loại cực kỳ nặng luôn và chắc chắn. Đây, uầy, chắc vậy. Rồi, bỏ qua một bên thì mình sẽ nói tới những cái thành phần quan trọng. Thì ngay bên trong đây là mặt hướng vào bên trong, mà khi mà các bạn sử dụng ấy, mặt hướng ngoài thôi, chứ phải mặt trong. Mặt hướng ngoài thì khu vực đây sẽ là khu vực để hiển thị những cái mật khẩu để các bạn có thể bấm được. Về một phần số phần lưu ý thì ổ khóa các bạn có thể đặt bất cứ bên nào, các bạn có thể xoay bên trái sang bên phải và cố định bằng con ốc ở đằng sau, là khi đấy có thể vặn cửa lên bên trái bên phải tùy thích. Và khả năng kết nối giữa hai phần ổ khóa với nhau thì sẽ thông qua kết nối module và có bọc dây chống cháy luôn để đảm bảo an toàn mức tối đa. Phần thực tế ra nếu mà sử dụng pin ấy để mà cháy được ấy là một điều gần như là không thể. Rồi, chúng ta sẽ tới mặt trong, hay có gọi là mặt trái đấy, hay có câu gọi là khóa trái cửa đấy. Thì ở bên trong đây vẫn được làm từ kim loại thôi, vẫn có thể xoay trái xoay phải tùy theo ý, và có một khu vực bên trên cùng được làm từ nhựa, bởi vì đây là khu vực chứa pin. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 slot pin. Như các bạn thể thấy được là mặc dù có 8 slot thế nhưng chỉ được tặng có 4 viên pin thôi. 4 viên pin là đã có thể hoạt động được rồi. Đây, các bạn chỉ cần lắp 4 viên pin vào bên tay phải của mình là có thể hoạt động. Còn 4 viên pin bên tay trái sẽ có tác dụng là để làm nguồn pin dự phòng cho thiết bị. Nếu như mà khi 4 viên pin mà chẳng may hết pin, 4 viên pin còn lại sẽ cung cấp điện cho và có thể mở cửa. 1-2 năm mình nghĩ là có thể được. Tuy nhiên, nếu mà đặt giả dụ vào trong trường hợp mà cả 8 viên pin đều hết pin thì phải làm sao mà các bạn còn quên chìa khóa ở nhà nữa, chẳng nhẽ lại không thể mở được cửa à? Dĩ nhiên là không rồi. Điều đấy thì hãng đã tính trước, và ở khu vực mặt ngoài đấy đã có sẵn một cổng micro USB để các bạn có thể cắm sạc dự phòng vào để cấp điện tạm thời cho ổ khóa để các bạn có thể mở cửa. Hợp lý chứ, tầm này mà quên các thiết bị chẳng nhẽ không vào được nhà. Rồi, thì bây giờ mình sẽ lắp toàn bộ các thiết bị vào. Tuy nhiên, nếu như các bạn nào mua về để sử dụng thích thì có thể tự lắp. Thế nhưng nếu bạn tự lắp thì chắc chắn sẽ không thể nào đẹp đâu. Các bạn hãy nhờ thợ tới và lắp đặt cho các bạn, thì khi đấy cái tính thẩm mỹ sẽ được đảm bảo cao nhất. Và sau khi mình lắp đặt xong, đấy, sản phẩm được hiện lên ngay trước mặt các bạn. Ở gần cuối video thì mình sẽ hiển thị rõ ràng cho các bạn là hướng dẫn sử dụng và cách cài đặt như nào. Các bạn có thể click vào những cái thanh bên dưới đây để skip đi, hoặc là các bạn đợi được, hãy để mình review chi tiết cho các bạn hơn. Rồi, thì nói đến phần mặt trước thì đây, như các bạn có thể thấy, mình không thể nào mình vặn được. Bây giờ mình sẽ xoay dọc cho các bạn nhìn thấy, mình khi mà mình chưa mở đấy sẽ không thể nào vặn được đấy, đúng không? Vậy thì cách khóa cửa là sao? Các bạn có thể thấy được là đây, chúng ta bên ngoài nó không có bất kỳ điều gì khóa cửa cả, chẳng nhẽ phải cắm chìa khóa vào vặn không? Với ổ khóa thông minh, các bạn chỉ cần cầm ổ khóa đẩy lên như vậy là đã có thể khóa cửa rồi đấy. Các bạn thấy không, bên ngoài vẫn không thể mở được.
Và cái cách mở khóa này sẽ có hai trường hợp xảy ra. Đối với những bạn nào mở khóa ở nhà mới ấy, thì có thể có hai nấc khóa đẩy nhẹ thôi. Đấy, đây sẽ là một nấc. Tuy nhiên, đối với những bạn nào mà chẳng may thợ mà khoét sâu quá thì như này là hơi nông, bởi vì khi mà chẳng may giật mạnh phát là cửa sẽ bay ra. Và hãng đã có thêm một nấc nữa, chúng ta tổng cộng là hai nấc. Đó, và khi các bạn mở ra cũng hoàn toàn yên lặng và không hề có bất kỳ tiếng động nào quá lớn cả, để các bạn có thể nghe nhé. Vô cùng yên tĩnh. Và khi các bạn cắm chìa khóa vào, đây mình đang có chìa khóa ở đây, để mình cắm chìa khóa vào. Khi các bạn cắm chìa khóa vào thì chìa khóa sẽ giúp cho cái phần tay nắm ngoài các bạn có thể mở ra liên tục được và không bất kỳ một cái khó khăn nào cả. Và khi các bạn rút chìa khóa ra, đấy, mọi thứ đã về lại bình thường, chỉ có bạn chìa khóa thì mới có thể hoạt động được. Tuy nhiên thì đây là một mẫu ổ khóa có mức giá rất rẻ, chỉ khoảng từ 3 triệu đồng thôi. Thế nên ở bên trong sẽ có khóa trái. Và cái khóa trái này khi các bạn khóa thì bên ngoài sẽ không thể nào mở được. Đấy, giống như bạn khóa trái đây, các bạn cắm chìa khóa vào không thể mở được, các bạn quét vân tay không thể mở được, thậm chí các bạn quét thẻ từ vẫn không thể mở được, chỉ có thể mở khóa từ bên trong. Thì đối với những nhà ai mà có trẻ em nhỏ thì hoàn toàn có thể cân nhắc việc có thể giữ hoặc là bỏ tính năng này đi. Đối với những mẫu ổ khóa đắt tiền hơn thì sẽ có một nút khóa trẻ em nữa. Thế nhưng đây là một mức ổ khóa có mức giá gọi là vừa tốt, rẻ, hợp lý, hiệu năng cao, thì đây sẽ là một tính năng các bạn cân nhắc có hoặc không sử dụng. Rồi thì mình sẽ nói về phần đằng trước đi. Đây, đằng trước khi mà các bạn vuốt lên thì sẽ có phần đầy đủ cụm phím số. Mình không biết là qua ánh sáng camera các bạn có thể nhìn được không, thế nhưng mà mình sẽ nói nhanh một chút về phần tính năng đi. Đối những bạn nào kiểu khách đến nhà chơi bấm chuông thì bấm kiểu gì? Đây, nhìn không biết tính năng nào để bấm chuông cả. Này, sẽ bấm phím thăng. Phím thăng sẽ đóng vai trò như là phím thăng sẽ đóng vai trò như là phím chuông. Còn khi các bạn đi vào nhà mở cửa ra sao, các bạn đây là mình đã quét vân tay rồi, các bạn chỉ cần đặt nhẹ vân tay vào đấy, khi tiếng kêu lên và cái vòng tròn led ở quanh đây chuyển sang màu xanh là chúng ta đã có thể mở cửa được rồi. Đấy, đấy, bởi thời gian quét rất nhanh thôi, sẽ khi sau ấy khoảng chừng 5 giây sau các bạn quét khoảng, các bạn không mở cửa khoảng 5 đến 10 giây là cái khóa lập tức sẽ cắt ra để không gây kiểu các bạn vào nhà và kẻ gian có thể đột nhập đấy. Nói vui vui là vậy. Còn khi dùng thẻ từ để mở khóa thì mình cần lưu ý cho các bạn, đó chính là các bạn cần phải quét vào vị trí chính giữa phím số 5 ở đây thì hệ thống mới có thể nhận. Các bạn nếu mà đặt bên dưới đây, đấy, đặt bên trên đây sẽ không nhận, phải đặt ở chính giữa phím 5 thì mới có thể nhận được. Vậy thì sau khi nhét cái tấm thẻ từ vào ví thì sẽ như thế nào? Đối với mẫu ví không quá dày giống như ví của mình, ví chẳng có tiền, thì khi mình đặt vào mình quét thì vẫn có thể nhận được. Tuy nhiên đối với những mẫu ví dày hơn thì việc nhận sẽ gặp khó khăn một chút. Thế nên khi sử dụng thì các bạn hãy nên đặt ở những cái vị trí mỏng nhất trong ví để đặt ví vào và có thể nhận luôn. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng ổ khóa và cách setup mẫu ổ khóa này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cần phải lên App Store hoặc Google Play tải một ứng dụng có tên là SmartLight. Thì hiện tại ở đây mình đang có mẫu iPhone và ứng dụng được mình tải về là SmartLight Smart Living, tức là thông minh, sống thông minh. Và sau khi các bạn mở ứng dụng ra, và khi các bạn mở ra, các bạn cần phải đảm bảo là thiết bị của các bạn đang được đặt ở chế độ gọi là chưa cài đặt bất kỳ một điều gì cả, và trên điện thoại phải bật Bluetooth. Thì cách để mà kích hoạt được cái tính năng ở trên ổ khóa thông minh thì các bạn cần phải mở khu vực chứa pin ra và bấm giữ cái nút ở trong đấy, sẽ có một nút mang tác dụng là reset. Đấy, khi mà âm thanh đã kêu xong rồi thì các bạn cần phải bật khu vực đằng trước ra, bấm số 8 và thăng là sẽ được kích hoạt tính năng, đó chính là nhận diện Bluetooth. Và ngay lập tức trên thiết bị của các bạn không nhất thiết phải tìm đâu, bởi vì sẽ hiển thị luôn ở trên thiết bị, sẽ ra thiết bị để có thể thêm vào, các bạn chỉ cần bấm thêm là được rồi. Đây là một cái làm việc rất thông minh, các bạn không nhất thiết phải tìm thiết bị, chỉ cần kích hoạt ở trên ổ khóa và điện thoại gần như sẽ tự động nhận ngay lập tức, và các bạn chỉ cần thêm vào là đã có thể nhận được rồi. Đấy, và đây là thời gian mình đang chờ. Hiện tại các bạn cần phải để điện thoại ở gần thiết bị một chút để loát cho nhanh. Đấy, ngay khi mình để cần phát loát 100% luôn. Và sau khi đã thêm thiết bị hoàn tất rồi thì các bạn sẽ đi vào phần cài đặt. Đây, khi vào phần cài đặt đây sẽ có một số hay. Đấy, các bạn bấm vào để có thể mở khóa. Và một số các thiết lập để cài đặt nữa. Các bạn bấm giữ. Đấy, bấm giữ một chút. Đấy, cứ để cầm điện thoại mở thấy không? Mình bấm giữ đây và mình sẽ bấm lại cho các bạn. Các bạn cần phải bấm giữ để có thể mở khóa. Đó, một thiết bị thông minh mà. Rồi thì mình sẽ đến một số các cái tính năng khác.
Ở đây thì khi các bạn bấm vào khu vực set, ứng dụng này thì sẽ có cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Thì mình không biết lý do tại sao, nhưng có lẽ là do nhà phát triển thôi. Thì có finger management, thì các bạn có thể add finger vào. Đối với thiết bị mình đang có ở đây sẽ nhận tổng cộng tối đa là, mình nhớ xem nào, là 300 lần đọc. Tức là các bạn có thể quét được 100 lần vân tay, 100 lần mật khẩu và 100 lần cái quét bằng thẻ từ đó. Và mình bắt đầu mình sẽ add vân tay. Đây các bạn đặt vào. Đấy. Khi bạn đặt vào và nghe một số tiếng kêu thì mới có thể nhận được. Đó, và xong thì các bạn có thể đặt tên, thì đây là tay cái chẳng hạn. Đấy, nhập vào, đặt tên bất kỳ thôi. Đây, khi các bạn quét là có thể nhận được rồi. Đấy. Các bạn có thể add được bao nhiêu ngón tay tùy thích, nhưng theo như cá nhân mình đánh giá thì với một ngón tay các bạn nên add chừng khoảng 4 đến 5 lần để có thể đặt vào và có thể nhận luôn là một cách dễ dàng hơn. Bởi vì cảm biến vân tay trên các thiết bị này chắc chắn sẽ không thể nào xịn bằng cảm biến vân tay có ở trên điện thoại được. Rồi, thì xong vân tay, chúng ta sẽ đến phần password, tức là phần mật khẩu. Mật khẩu thì các bạn nên đặt là tổng cộng 6 số. Thì ở đây thì sẽ có random mật khẩu, tức là hệ thống sẽ tự động đặt mật khẩu cho các bạn, hoặc là các bạn bấm mật khẩu. Hiện tại thì mình sẽ đặt mật khẩu là 123456. Đấy, và khi các bạn bấm đúng mật khẩu thì hệ thống mới có thể nhận. Đây, thì mình sẽ bấm ngay lập tức cho các bạn để các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Và bạn sau khi bấm xong, bạn bấm thêm phím thăng thì mới có thể nhận được. Vậy thì điều thú vị ở trên hệ thống đó là gì? Là các bạn có thể bấm một dãy số rất dài. Mặc dù mật khẩu là 6 số, thế nhưng các bạn có thể bấm dôi thành 10 số vẫn có thể được để đánh lừa người khác. Đây, ví dụ mình sẽ bấm những cái, mình sẽ bấm hai lần số 0 này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, xong mình bấm đến hai lần số 8, hệ thống vẫn có thể nhận. Vậy thì cách thức hoạt động là như nào? Trong một dãy số, ví dụ các bạn bấm 10 số thì chỉ cần 6 số liên tục đúng mật khẩu là hệ thống đã tự động nhận rồi. Thì với cá nhân mình thì mình thấy đây là một tính năng rất hữu ích. Còn đối với một số bạn thì cái này tùy cảm quan đánh giá thôi. Và mình sẽ tới một cái phần khác, đó chính là cái phần đo ca, tức là phần quét bằng thẻ từ. Rồi, cách add rất đơn giản thôi. Các bạn cần phải đặt hệ thống vào đây. Các bạn đợi mình một chút. Đây, mình đặt vào phím số 5 đây. Các bạn phải đặt vào chính giữa đây. Chỉ cần đặt một cái thôi là chúng đặt duy nhất nhá. Hãy nhớ ở dưới. Đây, mở luôn rồi. Đó. Rồi, thì đây là những cái tính năng cơ bản sản phẩm. Các bạn sẽ có chìa khóa, các bạn có vân tay, các bạn có thẻ từ để có thể hoạt động. Tuy nhiên thì ở trong phần setting các bạn sẽ có thêm một số các tính năng thú vị khác. Các bạn có thể gọi là để mật khẩu, các bạn có thể setup này, chọn mật khẩu theo tùy thích. Và đối những bạn nào mà khách đến chơi nhà mà không muốn để cho người ta biết được cái mật khẩu đang có sẵn thì các bạn có thể tìm được một số các setting, chung là tương đối nhiều các setting. Các bạn có thể đặt một số mật khẩu dùng một lần và người ta có thể bấm mật khẩu đấy và sẽ mở được duy nhất một lần mà thôi. Thì đấy là một số tính năng thú vị có trên mẫu Smart, gọi là Smart Lock của hãng nào nhỉ? Filta. Đấy, một hãng Filta, một hãng tới từ nước ngoài thôi, đến từ những người hàng xóm láng giềng của chúng ta. Thì trong phân khúc giá khoảng chừng 3 triệu đồng thì liệu các bạn có chọn mua sản phẩm khóa thông minh tới từ Filta hay không? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận cho chúng mình được biết. Và đường link sản phẩm mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả của video để các bạn có thể click vào quan tâm cũng như là chọn mua. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.